Vâng, xin chào tất cả các bạn diễn đàn Cầu Lông VN với Bình Tân. Thì trên diễn đàn anh thấy rất là nhiều bạn, các bạn quan tâm vấn đề về dòng vật rẻ đúng không các bạn? Thì thường các bạn sẽ quan tâm đến dòng vật dưới 600 ngàn, nhất là những bạn sinh viên. Thì thường là như vậy thì các bạn sẽ mua những cái dòng vật fake đúng không? Thì fake thì thường sẽ nhái thương hiệu nào đấy. Và khi chúng ta mua dòng vật nhái này thì dòng vật chúng ta rất là dễ gãy và rất là nặng. Những bạn mà đi tập về kỹ thuật về cầu lông mà chúng ta cần những cái vật nó không có như ý muốn và các bạn để luyện kỹ thuật thì nó sẽ không có đạt cái độ chuẩn tương đối để chúng ta tập luyện. Chính vì vậy mà bên Tuấn Anh cũng rất là vui báo cho các bạn một tin, đó là có một cái dòng vật bên mới về. Thì các bạn dòng vật này mới về thì các bạn hỏi thị trường, bây giờ dòng vật chúng ta thấy tương đối giá rất là rẻ, dưới 600 ngàn. Thì về, đó là dòng vật về Lita. Thì bên Lita có gửi Tuấn Anh 3 cây giờ, thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cây giờ này và các bạn có sự lựa chọn hợp với tiền các bạn, và các bạn có thể rèn luyện thật tương đối ổn định hơn là so với dòng vật fake. Cây vật đầu tiên mà bên chúng ta muốn giới thiệu với Tuấn Anh đó là cây vật Smart Nano Energy 100 các bạn. Smart Nano Energy 100. Thì cây vật này nó có màu đỏ, đỏ này là đỏ bạc, đỏ bạc các bạn, đỏ bạc. Nhìn cái vật này thì trên đây có ghi là giá 390 ngàn, và chúng ta tìm hiểu một số thông số về cái vật này vì sao nó có giá 390 ngàn các bạn ha. Vâng, nói về trọng lượng thì 85 + 3 gram. Tuấn Anh tra cứu trên internet thì Tuấn Anh biết rằng cái dòng vật này là nó thuộc bằng 3G, 85 + 3 gram thuộc 3G các bạn. 3G thì thường những người phương Tây thì, hoặc là những người mà có cái lực tay họ rất là khỏe, chuyên nghiệp thì họ sẽ quấn cái dòng vật là nó 2G, tức là nặng hơn các bạn, nặng hơn cái dòng này. Cái dòng này được lại 3G là Tuấn Anh cảm thấy những người chúng ta mới tập chơi chúng ta quấn dòng này là rất là ok. Và những bạn nữ mà thường mà các bạn nữ các bạn yếu tay thì các bạn có thể quấn 4G hoặc là 5G. Sau khi mà các bạn đang lưới các bạn, đang lưới xong và các bạn quấn cái vật này thì quấn cá thì bây giờ chúng ta sẽ nặng thêm một chừng 10 gram nữa. Tôi có nói về chu vi của cái vật một chút, thì ở đây không có ghi về cái chu vi của cái vật, tức là không ghi về cái độ g, tức là và bây giờ chúng ta cầm vào thì chúng ta cảm nhận nó khoảng chừng nó là g4 các bạn, g4. Thì những người châu Âu thì họ thường tẩy rất là to thì họ sẽ mua những cái vợt mà có cái độ cán của cái vợt nó lớn để họ cầm nó vừa tay hơn. Còn những người châu Á chúng ta và người Việt Nam chúng ta thì cũng anh thấy cầm khoảng chừng G4 là vừa, G4 hoặc là G5. Và chúng ta tìm hiểu thông số tiếp theo đó chính là Blanc 280 cộng cho 290 mm, tức là thông số ở giữa các bạn. Cái này thông số này là báo chúng ta biết cái độ cân bằng của vợt. Mà tôi đang tra cứu internet thì cái vật này 280 nhân cho 290 mm là cái vật này thuộc là cân bằng, tức là cân bằng đầu hai đầu cũng sẽ tương đối với nhau. Thì chúng ta sẽ công thủ toàn diện và chúng ta điều khiển kỹ thuật rất là tốt, và những bạn đánh bao sân thì rất là ok. Thông số tiếp theo chính là tension 22-26 lba, 22-26 lba thì Tuấn Anh tính ra là nó đang, tức là sức đang lưới của cái vật vợt này thì tôi tính ra là nó khoảng chừng 9,9 cho đến khoảng chừng 11,7 kg. Nếu các bạn thoải mái trong việc đang lưới này thì thường những bạn mới chơi bạn đang 10,5 kg là ok rồi. Còn những bạn nào quấn tay khỏe hơn thì các bạn đang 11 kg, hiếm bạn nào quấn 12 kg đó. Như Tuấn Anh thì Tuấn Anh thường quấn chơi 5 năm thì Tuấn Anh cũng quấn khoảng chừng 11 kg, 1,5 kg là hết, chứ không dám chơi đến 12 kg, 13 kg đâu các bạn. Đây thì cái dòng vật đầu tiên xin nhắc lại cho các bạn đó chính là Smart Nano Energy 100 với giá là 390 ngàn, màu đỏ và hảo bạc các bạn ha. Rồi cái dòng vật thứ hai mà bên Zeta giới thiệu cho Tuấn Anh đó chính là cây Lock Channel 222 các bạn. Cái này có màu trắng, trắng đỏ nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Cái giá của cái vợt này đó chính là
430.000. Vậy thì nó hơn gì với dòng vật trước các bạn ha. Thì Tuấn Anh cũng giới thiệu qua luôn 430.000. Và trên này thông số bây giờ ghi là 85 cộng trừ 3 gram. Đây là trọng lượng bây giờ thì nó cũng thuộc loại vào 3G và 3U các bạn, xin lỗi, 3U và cái cán cầm của cái giật này là thuộc loại 4G4 cũng như cái giật kia. Nếu Tuấn Anh cảm thấy cầm là ok, vậy là nếu muốn cán vô thì chúng ta cầm một vừa. Rồi, chúng ta có thêm cái thông số và lăng đó là 290 cộng trừ 5mm, tức là cũng giống như cái vật trước, cái vật này thuộc loại dòng vật của cân bằng. Cân bằng các bạn ha. Dòng vật về cân bằng thì cũng như trước tôi đã nói, các bạn đã thử quýnh điều kiện kỹ thuật rất là tốt, bao xong cũng rất là ok. Về cái LVA, tức là cái mức độ đen cũng là 22-26, tức là cũng đang khoảng chừng 9.9kg cho đến khoảng chừng 11.7kg. Thì các bạn đen khoảng 10.5kg là được rồi, các bạn quýnh cho những bạn mới chơi. Thì cái vật này khác gì với cái vật trước các bạn ha. Ở trên này có ghi thêm đó chính là nano thạch ultra 2 modul graphite cộng cho nano carbon. Cái vật trước thì chúng ta cũng nói các bạn biết là nó là full carbon thôi, không có sự hỗ trợ về trợ lực. Thì cái vật này là có thêm cái việc công nghệ về hỗ trợ về trợ lực, tức là có cái modul graphite, tức là chống việc các bạn khi bạn đập nó không theo cái chiều, không vô giữa cái gầu của bạn, không vô cái chiều dọc, nó lệch vào những cái bên này, tức là chống xoáy vặn cái vật của bạn, thì nó sẽ hỗ trợ trợ lực cho các bạn rất là nhiều. Thì nó mắc hơn là như vậy các bạn. Thế tôi anh nghĩ là nó mắc hơn cái vật trước là do là có hỗ trợ về trợ lực, và màu sắc thì tôi anh cũng thấy rất là ok. Rồi xin nhắc lại với các bạn, cái vật này là vật Lost Channel 222 với giá 430.000. Màu sắc để các bạn coi lại chút. Giờ cái giờ thứ ba mà bên ta có được tiếng Anh đó là cây này là cây Tetra X3. Tetra X3 các bạn, Tetra X3. Và cái giờ thì các bạn có thể xem cái này, nó có màu vàng với lại màu đen, vàng đen. Thì thiết kế cái giờ này rất là bắt mắt, tôi rất là thích cái giờ này và cũng muốn là sẽ các bạn giới thiệu cho các bạn giờ này kỹ hơn. Màu sắc rất là đẹp, vì Tuấn Anh cũng có một đôi giày màu vàng, thì hy vọng rằng đôi giày này nó hợp với cái vật này. Và Tuấn Anh gỡ cái tem. Rồi vật chúng ta này giá 560.000, thì có những thông số như sau. Thứ nhất là về trọng lượng là 83 cộng trừ 2 gram. Vậy là cái vật này nhẹ hơn cái vật trước các bạn. Vậy thì Tuấn Anh tính tra trên internet thì tôi thấy rằng cái vật này thuộc loại dòng vật nó là 4U. Đó là dòng vật nhẹ đấy các bạn. Và cái blank, tức là 285 cộng trừ 3mm là cái mức độ cân bằng. Thì nếu anh tính ra thì nó là thuộc loại dòng vật nhẹ đầu. Nhẹ đầu các bạn, nhẹ đầu. Thì các bạn sẽ rất là linh hoạt, dễ điều khiển. Và những bạn mới chơi thì các bạn mua cái vật này rất là hợp lý để các bạn rèn luyện kỹ thuật. Nó ok khi nào các bạn tay bạn khỏe, các bạn muốn thay đổi dòng vật để làm đập mạnh hơn thì các bạn mua dòng vật nặng đầu hơn. Còn vật nhẹ đầu thì mình cũng muốn giới thiệu các bạn chủ yếu. Mức độ căng vật của cái vật này thì là 24-28 LVA, tức là cái vật này đang căng hơn rất là nhiều các bạn. Tôi tính ra cái con số của nó đang khoảng chừng 10.8 cho đến 12.7. Cái vật này đang căng hơn, chúng ta có thể thoải mái trong việc đan, và người ta bảo hành cho các bạn trường hợp mà nếu mà đang có 2kg mà gãy là ta sẽ bảo hành cho các bạn. Về cái vật này thì cầm thì tôi cũng thấy nó là chừng G4, cũng y như những việc khác, phù hợp với những người Việt Nam chúng ta. Thì chúng các bạn quấn vô là các bạn cầm rất là ok rồi. Cái vật này có thêm đó là titanium graphite. Tức là cái vật này cũng có hỗ trợ về chống xoáy vặn cái vật của bạn khi bạn đọc ở này. Vâng, đấy là những thông số về cái vật này, nhưng mà anh thích màu sắc của cái vật này. Anh nghĩ là nó mắc hơn là do có hỗ trợ về xoáy vặn, cái mức độ dẻo bây giờ cũng tương đối, các bạn có thể đánh trợ lực được. Okay. Thì đây là ba cái dòng vật mà bên Zeta gửi cho Tuấn Anh.
để giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn thấy những vòng vợt như thế nào thì các bạn có thể mua về, các bạn trải nghiệm nó. Hiện nay Tuấn Anh chưa có đăng lưới cho những cái vợt này. Thì hẹn các bạn những clip sau Tuấn Anh sẽ đăng vợt, và sau đó cho một số bạn các bạn cảm nhận về cái vợt này như thế nào, những cái vợt này như thế nào, nó có chất lượng như thế nào, để các bạn có thể an tâm hơn trong việc các bạn mua. Nhưng mà về cơ bản thì Tuấn Anh thấy những cái dòng vợt này rất là ok, ok nhiều hơn so với là những dòng vợt fake. Fake rất là nặng và khiến chúng ta là chúng ta rèn luyện kỹ thuật rất là khó khăn. Thì các bạn có thể liên hệ bên VNB, bên chỗ anh Quỳnh, Quỳnh shop VNB á, thì các bạn có thể tìm cho mình những cái dòng vật này với cái giá hỗ trợ như thế nào, và tư vấn anh Quỳnh sẽ tư vấn rõ hơn về những dòng vật này cho tất cả các bạn. Vâng, xin cảm ơn các bạn và hẹn lại các bạn những clip sau các bạn.